Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác lại trở lại với Chilo PT Nhật Đức. Hôm nay thì em cũng lại review cho các bác những cái món mà nó siêu nhỏ nhặt của xe HD. Từ HD 65 là 3 tấn rưỡi, 2 tấn rưỡi đến 8 tấn. Vâng, và đây là hai cái món nhỏ nhặt. Em nói nhỏ nhặt là sao? Những cái món chi tiết này nó cũng rất là thú vị trong một chiếc xe. Đây thì đây nó là cao su ắc nhíp của HD. Thì HD nó có dòng này và một cái dòng cao su trơn nữa, nhưng mà đây hôm nay em review cái cao su sắt này thôi, vì cao su này thì nó nhiều người hỏng, và thứ hai là một số bác kiếm ở các nơi không có hàng xịn. Như đây em sẽ quay tận cảnh hàng mẫu vít xịn, đây nó sẽ như thế này. Thứ nhất là tem mác, nó phải là tem mác đầy đủ mô vít, đây trên đóng dấu, đây toàn bộ đây mã của nó đây đấy. Chứ còn có một số những loại hàng trên thị trường nó vẫn là hàng xịn của Hàn Quốc nhưng nó không phải hàng Mobit, thì chất lượng cao su cũng như là cái quả cao su nhìn nó không được mịn màng như này đấy. Còn hàng xịn căng đét của nó thì phải có tem, nghĩa là tem số mỗi một quả thì nó sẽ đóng vào một cái túi như thế này các bác nhé. Đây mỗi một quả nó sẽ đóng vào một cái túi như thế này đấy, thì nó không có đóng nhiều quả làm một túi, nhiều quả làm túi thì nó lại hàng hàng Hàn Quốc đấy, chứ nó không phải hàng Mobit Hàn Quốc sản xuất, nhưng nó không phải là Mobit. Còn Mobit chính hãng của nó thì phải có đóng từng quả một và tem mác đàng hoàng nha các bác nhé. Đấy, và cao su rồi nhìn các mơ vía nó nhịn màng, nó không sần sùi, nó không mơ vía đấy đấy. Và đây tiếp theo nữa là cái này là cái cao su đỡ nhíp phụ đấy, nhíp chính thì nhíp phụ. Nhíp phụ này thì cái này thì em cũng nói luôn qua video này, nó là hàng lội thôi. Còn hàng mẫu vít xịn của nó thì đợt này hàng chưa về được, nhưng mà nhiều bác tìm cái quả cao su này thì em cũng review luôn, đây nó là hàng lội thôi, thì nó không phải hàng xịn, gọi là dùng tạm thôi. Em nói thật các bác là dùng tạm, khi nào có xịn thay sau, còn hơn bây giờ để mà nó vẹt một bên thì hay bị giãn nhíp không đều lại bị gãy nhíp đấy. Con hàng dày, con này HD nó sẽ dày hơn cái đời HD ngày xưa đấy, HD giờ dày hơn. Nhưng hàng này nói thật các bác luôn, hàng lội nhá, dùng tạm được thôi, còn không phải là hàng xịn theo xe đâu. Còn quan trọng đó là cái quả cao su này này đấy, em muốn gì video các bác biết là mỗi quả cao su xịn nó đóng vào một cái túi bao gồm nhìn cao su mịn màng chắc chắn này đấy, chứ nó không không mơ vía mơ vùng gì như mấy quả cao su hàng của em kia đấy. Mà giá thành thì cũng rất là hợp lý. Đây thân của nó đây, gỉ gỉ vỏ gỉ thôi nhưng mà chất thép của nó vẫn căng đét luôn đấy, các bạn thấy không, mã luôn này, mỗi một quả đóng vào một túi, tem mác mã mô bít đàng hoàng. Còn đây là cao su đấy như phụ hàng lội, em nói lại các bác là đây là hàng lội nhá, các bác dùng tạm thôi, còn không phải là căng đét như hàng theo xe đâu. Đấy Hyundai nhưng mà đóng tem Mitsu vào đây thì đúng là Việt Nam mình thì chịu rồi. Đấy thì em đã review hai sản phẩm dành cho xe HD. Cảm ơn các bác đã đến với kênh Chiler PT Nhật Đức nhá. Nếu thấy hay thì các bác like và share chia sẻ cho em để em có động lực làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn.